Chào các em, hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các em trong loạt bài là chúng ta sẽ dùng phương pháp quy nạp toán học để chúng ta chứng minh một số bất đẳng thức rất là nổi tiếng. Ví dụ như là như các bài học trước thì thầy đã giới thiệu cho các em là cách chúng ta dùng phương pháp quy nạp toán học để chúng ta chứng minh các bất đẳng thức rất là nổi tiếng. Ví dụ như là bất đẳng thức Bernoulli, bất đẳng thức Bunyan thức phi, hoặc là bất đẳng thức Chebyshev. Thì bài học hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các em là cách mà chúng ta dùng phương pháp quy nạp toán học để chúng ta chứng minh một bất đẳng thức rất là quen thuộc của chúng ta, có thể nói là bất đẳng thức quen thuộc nhất, đấy chính là bất đẳng thức cosin. Thì bất đẳng thức cosin thì người ta còn gọi là bất đẳng thức AMGM. Ở Việt Nam mình thì gọi là bất đẳng thức cosin, còn ở Mỹ thì gọi là bất đẳng thức là AMGM. Thì các bạn chú ý với thầy là cái bất đẳng thức cosin thì về cái lịch sử của bất đẳng thức cosin thì đây là cái bất đẳng thức này thì người ta đã nghĩ rất là lâu rồi, không phải là Cauchy là người nghĩ ra đầu tiên. Đấy, nhưng mà vì là Cauchy là một trong những người là có cách chứng minh cái bất đẳng thức này là hay nhất, chính vì vậy nên là để ghi nhớ cái công lao của ông thì người ta gọi là cái bất đẳng thức, ví dụ Việt Nam mình thì gọi là bất đẳng thức Cauchy thôi. Đấy, còn người Mỹ thì người ta gọi là bất đẳng thức AMGM. Và tại sao mà người Mỹ người ta lại không gọi là cái bất đẳng thức cosin? Nó có rất là nhiều lý do, thì trong đấy có một cái lý do là bất đẳng thức cosin, cái tên bất đẳng thức cosin thì người ta đã dùng cái tên này cho một cái bất đẳng thức khác, chính vì vậy nên là có lẽ vì vậy nên là họ không dùng cái tên là bất đẳng thức cosin. Thì các bạn có thể là tìm hiểu kỹ, khi mà các bạn có thể tìm hiểu kỹ về cái lịch sử của bất đẳng thức cosin bằng cách là các bạn vào Google các bạn tra thêm, thì các bạn sẽ rõ hơn xíu về lịch sử của nhà toán học cosin, hoặc là cũng như bất đẳng thức cosin. Thì ở đây thầy chỉ giới thiệu khái quát cho các em một xíu thôi. Thì các bạn chú ý với thầy là bất đẳng thức cosin thì nó sẽ được phát biểu như sau, tức là trung bình cộng của một dãy số không âm thì lớn hơn bằng trung bình nhân của chúng. Đấy. Hay là ví dụ như là chúng ta chơi một dãy số thực không âm là a1 phẩy a2 phẩy chấm chấm phẩy an, thì bất đẳng thức cosin nó phát biểu như này là a1 cộng a2 cộng chấm chấm cộng an thì lớn bằng là n lần căn bậc n của a1 nhân a2 nhân chấm chấm nhân an. Và cái dấu bằng của bất đẳng thức cosin nó chỉ xảy ra là khi tất cả các số của dãy a này của chúng ta bằng nhau, tức là a1 bằng a2 bằng chấm chấm bằng an. Thì qua đây thầy cũng nêu lại cho các em một xíu về cái phần bất đẳng thức cosin để chúng ta dễ hiểu hơn. Tức là các bạn nhớ thầy là nội dung của bất đẳng thức cosin thì nó là trung bình cộng của dãy số không âm thì lớn bằng trung bình nhân của chúng. Như vậy thì trung bình cộng là gì? Thì cái khái niệm mà trung bình cộng thì có lẽ các bạn đã biết hết rồi, nhưng mà thầy giới thiệu lại xíu. Tức là ví dụ như là chúng ta có trung bình cộng của bao nhiêu số thì chúng ta lấy tổng tất tật các số đấy để chúng ta cộng lại với nhau rồi chia cho số trị số, đấy là ra trung bình cộng. Ví dụ như là trong bài này của chúng ta là có a1 đến an, trung bình cộng của dãy số này thì chúng ta sẽ bằng a1 cộng a2 cộng chấm chấm cộng an rồi tất cả chia cho n, đấy thì đấy gọi là trung bình cộng. Còn cái khái niệm là trung bình nhân thì các bạn chú ý thấy là ví dụ như là chúng ta có bao nhiêu số mà chúng ta lại chia đến nhân với nhau và chúng ta lại căn bậc bấy nhiêu thì đấy chính là cái số mà bằng căn bậc bấy nhiêu của lấy số đấy nhân với nhau thì chúng ta gọi là trung bình nhân. Ví dụ như là chúng ta có là dãy số là a1 a2 đến an này, thì chúng ta cho n số này nhân với nhau xong chúng ta căn bậc n của chúng lên thì cái căn bậc n của a1 nhân a2 nhân chấm chấm nhân an chính là cái trung bình nhân của cái n số a này. Đấy, thì đấy là cái khái niệm về trung bình nhân. Thì và các bạn chú ý với thầy là như vậy là trung bình cộng thì chúng ta phải là a1 cộng a2 cộng chấm chấm cộng an chia n, nhưng mà vì là trong cái quá trình chúng ta áp dụng bất đẳng thức thì người ta hay dùng cái dạng này, dạng này nhiều hơn, chính vì vậy người ta nên người ta chuyển n sang với bên kia, với bên từ bên trái sang bên phải. Đấy, thì đấy là một số lưu ý mà các bạn cần chú ý. Đấy, thì sau đây thầy sẽ hướng dẫn cho các em là cách mà chúng ta dùng phương pháp quy nạp để chúng ta chứng minh bất đẳng thức cosin. Như vậy thì như các em đã biết rồi thì đầu tiên muốn chứng minh bất đẳng thức cosin thì bước đầu tiên của chúng ta trong khi mà chúng ta áp dụng phương pháp quy nạp toán học là chúng ta sẽ thay vào để chúng ta kiểm tra. Như vậy là chúng ta sẽ thay giá trị thứ nhất là n bằng 2. Các bạn nhớ thầy là dãy số thì nó phải nói chung là nó phải có từ hai số trở lên mới có ý nghĩa. Như vậy nên là thầy xét luôn n bằng 2. Như vậy là thay 2 và 1 thì ta được là như vậy thì
mất hạt tích oxy trong trường hợp này nó sẽ tương đương là A1 cộng 2 lớn bằng 2 lần căn của A1 nhân 2. Nó rất là dễ. Đấy, cứ chỗ nào có các bạn thấy có thể với nhân đầu 2 tức là chúng ta chịu hai số thôi. Đấy, chúng ta giải số chịu hai số thôi thì lớn bằng 2 lần căn bậc 2 luôn của hạt tích. Cái bất hạt tích oxy thì rất là dễ nhớ. Thì các bạn chú ý như thế này, như vậy thì nó sẽ tương đương là A1 thì các bạn biết cho thầy nó là bằng căn A1, A2 đều là dương hết rồi, đều không âm hết rồi. Đấy, như vậy thì A1 của chúng ta chính bằng là căn bậc 2 của A1 tất cả bình. A2 thì bằng căn bậc 2 của A2 tất cả bình. Đấy, và trong cái cách mà chúng ta chứng minh bất hạt tích thì cái việc mà chúng ta lấy là cái căn A1 tất cả bình cộng với căn A2 tất cả bình trừ đi 2 căn A1, A2 lớn bằng 0 này. Đây là một trong những cái lý thuyết gọi là căn bản của cái phần chúng ta chứng minh bất hạnh thức. Đây là cách mà chúng ta chứng minh theo định nghĩa, tức là muốn xét xem là hai cái thằng này lớn hơn vế này mà lớn hơn cái kia hay là a lớn b thì chúng ta sẽ xét hiệu của nó. Nếu mà hiệu của nó mà a trừ đi b mà lớn bằng không thì chỉ nhiên a lớn bằng b. Đấy chính là nên là cái quá trình chúng ta áp dụng bằng chứng minh bất hạnh thức thì thường là chúng ta sẽ lấy hai vế trừ thì nhau như này. Đấy, và các bạn chú ý thầy là cái A1 này là bằng căn bậc 2 của A1 tất cả A1 2. Hay là các bạn nhớ thầy là khi mà các bạn học đến các cái công thức lũy thừa đấy thì các bạn biết cho thầy là cái số A1 này các bạn có thể nâng lên một lũy thừa bất kỳ. Đấy, thì A1 các bạn muốn nâng lên lũy thừa N thì các bạn cứ bằng căn bậc N của A1 tất cả mũ N thì nó chính bằng A1. Đấy là cái một số lưu ý về công thức lũy thừa để bạn để ý cho thầy để một lát nữa chúng ta vận dụng. Các bạn nhớ thầy là một số công âm thì các bạn nâng lên lũy thừa bất kỳ, lũy thừa tự nhiên bất kỳ cũng được. Như vậy thì khi còn tại sao cái lũy thừa một số mà chúng ta mở âm thì các bạn chú ý thầy là các bạn chỉ nâng lên lũy thừa bất kỳ nhưng mà lũy thừa lẻ thôi, tức là các số tự nhiên lẻ. Thì các bạn chú ý thầy là tại sao lại như vậy thì là vì là căn bậc nếu mà số âm căn bậc chẵn cũng được rồi. Chính vì vậy nên là đối với số âm thì chúng ta chỉ nâng lên là lũy thừa lẻ thôi, lũy thừa bất kỳ lẻ thôi. Còn đối với số dương thì các bạn có thể nâng lên lũy thừa là chẵn, chẵn lẻ bất kỳ. Còn cái dạng phân thức hay là cái dạng một số bất kỳ mà lũy thừa được không thì các bạn học ở chương trình nâng cao lên thì các bạn sẽ biết là sẽ được hay không. Nói chung là được cả. Nếu mà nó các bạn nâng lên lũy thừa bất kỳ, thầy giới thiệu luôn cho các bạn là nếu mà nó có nghĩa là các bạn cứ nâng lên lũy thừa bất kỳ, nếu mà nó có nghĩa là nó đều được hết. Thì trong cái lý thuyết mở rộng của phần lũy thừa thì người ta sẽ mở rộng như vậy. Nên là và cái cách hiểu nó cũng rất là đơn giản thôi, nhưng mà tuy nhiên là trong cái bài học này thầy sẽ không đi sâu vào những vấn đề. Có những bài nào mà liên quan hoặc là thầy sẽ có những một cái hướng dẫn riêng cho các bạn để trong khi mà chúng ta va chạm thực tế. Thì các bạn chúng ta bây giờ chúng ta quay lại chúng ta chứng minh cái bất hạnh thức này. Thì các bạn chú ý thầy là đến đây rồi thì các bạn nhìn thấy với thầy là đây nó chính là hạt tích rồi. Nó chính là căn của A1 trừ căn của A2 tất cả bình rồi. Và cái này của chúng ta thì chỉ lớn bằng không rồi. Bình phương của một số thì không bao giờ âm. Nói chung là bình phương hay là mũ chẵn thì chẳng bao giờ luôn luôn lớn bằng không rồi. Nên là cái trường hợp này của chúng ta là hiển nhiên trúng rồi. Và cái dấu bằng của chúng ta chỉ xảy ra là khi cái cụm này của chúng ta bằng không. Chứ còn nếu mà nó khác không là kể cả âm hay dương là bình phương nó đều dương hết. Cái như vậy không bao giờ bằng không. Như vậy thì chúng ta nó bằng không khi là căn A1 của chúng ta bằng căn A2 hay là chỉ là A1 bằng 2. Như vậy thì trong trường hợp là hai số của chúng ta thì nó là trung bình cộng là luôn lớn bằng trung bình nhân là đúng rồi. Và dấu bằng xảy ra khi hai số bằng nhau. Như vậy thì bất hạnh thức Cauchy của chúng ta trong trường hợp có hai số này đúng. Như vậy thì bây giờ chúng ta như các bạn đã biết cho thầy là như vậy là sau khi mà chúng ta để mà dùng phương pháp kỹ thuật toán học để chúng ta chứng minh bất hạnh thức Cauchy thì các bạn sẽ là sau khi mà chúng ta kiểm tra thấy đúng rồi thì chúng ta không biết được mà nó đúng đến bao nhiêu. Như vậy thì chúng ta sẽ giả sử là nó đúng đến n bằng k. Sau đó là chúng ta lại chứng minh được là k bất kỳ đúng tổng quát, mà chúng ta lại chứng minh được là nó đúng đến n bằng k cộng 1, tức là bước thứ 3 của chúng ta là coi như là bài toán được chứng minh xong. Như vậy thì khi mà đúng đến n bằng k thì khi đó chúng ta sẽ thu được là một cái giả thiết duy nạp này. Đây, như vậy thì chúng ta sẽ có được bất hạnh thức Cauchy của chúng ta, nó sẽ tương đương là đây chính là cái bất hạnh thức giả thiết duy nạp của chúng ta, tức là chúng ta sẽ có là a1 cộng a2
a cộng chấm chấm cộng ak. Đấy, là k số thì chúng ta có được một dãy là k số này cộng như này, và lớn nó bằng là k lần căn bậc k của a một nhân a chấm 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 nhân ak. Và cái giả thuyết khi làm này chúng ta ký hiệu nó là a, để tí nữa chúng ta vận dụng lại nó gọi cho nó ngay. Thì bây giờ chúng ta xét đến n bằng k cộng 1. Khi đó là khi n bằng k cộng 1 thì các bạn thấy có thể là lúc đó bất tất Cauchy của chúng ta là nó đúng đến nó có k cộng 1 số. Cái trường hợp này là n bằng k cộng 1 là không biết có đúng hay không. Nếu mà đúng thì chúng ta sẽ có được như này. Tức là a1 cộng a2 cộng chấm chấm cộng ak cộng ak cộng 1 thì lớn bằng mũ mặt k cộng 1 đúng không ạ? Nhân với là căn bậc k cộng 1 của a1 nhân a2 chấm chấm nhân ak nhân ak cộng 1. Và chúng ta ký hiệu nó là 3. Đấy, vấn đề của chúng ta bây giờ là chúng ta sẽ chứng minh cái bất đẳng cấp Cauchy này trong trường hợp này như nào bằng k cộng 1 này nó vẫn đúng. Thì các bạn để ý cho thầy giống như các bạn được trước thầy vừa giới thiệu cho các bạn là chúng ta phải cố gắng là chúng ta phải thu được cái kết quả đi học này. Và các bạn phải để ý cho thầy được là cái phần khi mà các bạn giả sử đến k rồi thì khi mà các bạn xét đến n bằng k cộng 1 là nó xuất hiện thêm một hàng tử nữa. Đấy, ví dụ như là vế trái của ba chúng ta sẽ xuất hiện thêm một hàng tử là ak k cộng 1, còn cái vế phải thì nó sẽ xuất hiện một cái hàng tử là một cái nhân tử trong cái phần căn này, căn bậc k cộng 1 này nó là k cộng 1. Đấy. Đấy, thế chúng ta thấy k cộng 1 này. Các bạn chú ý đây. Để chúng ta tinh ý trong quá trình chúng ta xét. Đấy, như vậy thì và các bạn chú ý thầy là trong cái quá trình mà làm thầy không biết là các thầy cô khác ấy, thì như nào, nhưng mà nói chung là chắc cũng như nhau. Tức là tư tưởng của chúng ta khi mà chúng ta giải quyết một bài toán nào đó là các bạn phải cố gắng là làm bài toán về cho nó về cái trường hợp là chúng ta nó đang nhìn đặc tả, chúng ta phải tìm một cách nào đó chúng ta biểu diễn về cho nó dạng đơn giản đi. Thì chính là chúng ta cái cách của đó để mà biểu đơn giản thì một trong những cách mà rất là phổ biến của chúng ta đấy là chúng ta sẽ đặt ẩn phụ. Và các bạn biết thưa thầy là như vậy là trong phần này là nó có căn có hai căn cao mà căn bậc cao cộng một đấy. Như vậy thì nên là trong cái trường hợp này bước tiếp theo thầy sẽ đặt là a1 nhân a2 nhân chấm chấm nhân ak thì bằng x mũ k nhân với mũ k cộng 1 đúng không ạ? Thì lúc nãy thầy có bảo các bạn rồi, tức là các bạn muốn một số nào đó mà nó mũ bao nhiêu thì các bạn cứ căn bậc đậy bấy nhiêu của nó mũ lên thôi. Đấy, thì mũ bấy nhiêu lên là nó bằng cái đó. Như vậy là hiển nhiên là chúng ta luôn luôn có được cái x mũ này. Như vậy thì chúng ta sẽ khi mà đặt như này thì chúng ta sẽ có được là như vậy là căn bậc, và các bạn biết cho thầy là căn bao nhiêu thì mũ bao nhiêu là đấy. Đấy, nên là chúng ta có được này. Như vậy là căn bậc k của là cái a1 nhân a2 nhân chấm chấm nhân ak thì nó chính là bằng căn bậc k này rồi. Đấy, chúng ta không rút gọn được thì chúng ta định còn cái căn bậc k của k nhân k cộng 1 thì các bạn thấy như vậy là cứ căn bao nhiêu là các bạn lấy cái số mũ này các bạn chia đôi căn. Đấy, thì trong đây là một cái công thức trong cái phần hàm số mũ thì các bạn ở cái phần lý thừa thì các bạn để ý lại cho thầy, hoặc là các bạn vào mạng các bạn tra lại cho thầy. Như vậy thì chúng ta sẽ có là căn bậc k của k nhân k cộng 1 thì chúng ta sẽ rút gọn cái k đi, có thừa số k thì chúng ta rút gọn đi. Như vậy thì nó chính bằng x mũ k cộng 1 thôi. Và tiếp tục chúng ta lại đặt là a mũ a k cộng 1 thì bằng y mũ k cộng 1. Thì các bạn chú ý thầy là tại sao mà thầy lại đặt cái a1 nhân a2 nhân chấm chấm nhân ak bằng x mũ k nhân với mũ ngoặc k cộng 1 đúng không? Mà còn ak cộng 1 thì thầy đặt là y bằng y mũ k cộng 1. Là vì cái ak cộng 1 này chúng ta chỉ xuất hiện trong mình cái căn của k bậc k cộng 1 ở 3 này. Đấy, nên là chúng ta chỉ cần là nó mũ k cộng 1 là đủ rồi. Đấy, thì tí nữa chúng ta nó mũ bao nhiêu căn bấy nhiêu là hết rồi. Còn cái a1 nhân a2 nhân chấm chấm nhân ak các bạn thấy được nó xuất hiện trong cả hai trường hợp, trong cả hai căn này. Chính vì vậy để mà mất cái, trong hai trường hợp này chúng ta thay một trường hợp nào nó cũng mất cái căn đi, thì nên là các bạn phải đặt cho thầy cái số mũ của cái nó là bộ chung nhỏ nhất của các cái căn này. Đấy, như vậy nên là chúng ta sẽ đặt là x cái a1 nhân a2 nhân chấm chấm nhân ak bằng x mũ k nhân k cộng 1. Đấy, còn cái ak cộng 1 thì chúng ta đặt bằng y mũ k cộng 1 là đủ rồi. Đấy, như vậy thì từ 2 và 3, đấy, tức là từ giả thuyết kỹ năng và một số cách mà chúng ta đặt này, đấy, và cái bất đẳng cấp Cauchy này, thì lúc đấy chúng ta sẽ có được là như vậy thì cái vế trái 3 của chúng ta, vế trái 3 của các bạn thì các bạn chú ý thấy là nó chính là A1 cộng A2 cộng chấm chấm cộng AK cộng AK cộng 1.
thì vì là cái A1 cộng cái trái 3 của chúng ta, A với trái hạng 3 này thì nó là cái A1 đến A1 cộng A2 cộng đến AK này, thì nó chính là lớn bằng là K lần căn bậc K của A1 nhân A2 nhân chấm chấm nhân AK đấy, của 2 này, mà K lần này của chúng ta, cái căn bậc K của A1 nhân A2 nhân chấm chấm nhân AK này của chúng ta thì lúc nãy thầy có biểu diễn là nó bằng x của k cộng 1 này rồi. Đấy, như vậy là k lần thì chúng ta sẽ bằng k lần x của k cộng 1 này rồi. Đấy, như vậy thì vì là A1 cộng AK của chúng ta lớn hơn bằng cái này, tức là lớn bằng k lần x k cộng 1. Đấy, chính vì vậy nên là cái x1 A1 cộng A2 cộng chấm chấm cộng AK thì thầy vì nó lớn hơn cái này nên là chúng ta sẽ thu được một cái kết quả mà cái vế bại trái ba của chúng ta, chúng ta thay một cái giá trị của nó bằng cái giá trị nhỏ hơn thì chúng ta sẽ được là lớn hơn bằng. Còn cái như là cái a k cộng 1 thì nó chính bằng y mũ k cộng 1. Như vậy nên là thầy thay thế là a k cộng 1 thì bằng y mũ k cộng 1. Còn từ A1 cộng cho đến AK thì thầy thay bằng k lần x mũ k cộng 1. Là vì là x mũ A1 cộng A2 cộng chấm chấm cộng AK thì giống lại cái phân tích này, thì nó là bằng k lần căn bậc k của này. Đấy, mà căn bậc k này thì chính là x mũ k cộng 1 nên là k lần này. Như vậy là chúng ta sẽ có vế trái 3 chúng ta sẽ lớn bằng cái này. Đấy, còn vế phải 3, vế phải 3 của các bạn thì nó sẽ bằng là như vậy là thầy viết lại. Đấy, như vậy để các bạn rõ hơn thì thầy viết lại là bằng k cộng 1 nhân với căn bậc k của A1 nhân A2 nhân chấm chấm nhân AK thì là k cộng 1. Thì các bạn thấy cái này là đến đây thì các bạn thấy cái này là như vậy là thì nó bị nhầm một xíu đúng không ạ? Nói chung là trong các cái video này thầy up cho các bạn ấy, thì nó sẽ có một số cái lỗi, thì chính vì là trong cái quá trình làm video này thầy cũng chưa có chỉnh sửa, mà thầy mới render nó xong rồi up lên cho các bạn luôn. Nhưng mà thường thường nó sẽ dính một số lỗi thì các bạn chú ý này. Thì chính vì là cái như vậy thì các bạn thấy cho thầy là cái căn là cái k cộng 1 này thì ta bên lại còn A1 nhân A2 nhân chấm chấm nhân AK này của chúng ta thì chúng ta chính là bằng là x mũ k nhân với k cộng 1, mà ngoài của chúng ta là có mũ k cộng 1. Như vậy thì khi mà chúng ta đưa ra ngoài căn thì chúng ta lấy số mũ, tức là k nhân k cộng 1 chúng ta cứ gọi được k cộng 1. Đấy, như vậy thì nó chỉ còn x mũ k thôi. Và a mũ k cộng 1 của các bạn mà căn bậc k cộng 1 này thì a mũ k cộng 1 chúng ta đã đặt là y mũ k cộng 1. Như vậy thì y mũ k cộng 1 mà tất cả mũ căn của k cộng 1 mũ bao nhiêu mà căn bấy nhiêu chẳng là hết rồi. Đấy, chúng ta cứ gọi là hết rồi. Như vậy thì chính là bằng y. Đấy, nên là chính vì vậy nên là vế phải 3 của chúng ta nó mặc ở đây. Và như vậy thì vấn đề của chúng ta là bây giờ là các bạn thấy như thế này là để mà chứng minh được là cái bất đẳng thức Minkowski trong trường hợp này thì các bạn thấy như thế này là nếu mà chúng ta chỉ cần chứng minh được là cái vế trái 3 của chúng ta, tức là không cần chứng minh, đang chứng minh vế trái 3 của chúng ta lớn bằng vế phải 3 đấy, thì bất đẳng thức Cauchy mới đúng. Thì thay vì bạn nhớ là trong cái quá trình mà chúng ta chứng minh bất đẳng thức thì thay vì mình chứng minh trực tiếp là ví dụ chứng minh a lớn bằng b đấy, thì cái cách chứng minh trực tiếp thì chúng ta có thể chứng minh một cách gián tiếp, tức là để chứng minh là a lớn bằng b thì chúng ta có thể chứng minh là giả sử là a nó lớn hơn một số nào đó, ví dụ lớn bằng c mà c lại lớn hơn bằng b. Như vậy thì hiển nhiên là thằng thằng b nó còn bé hơn c, thằng c nó bé hơn a. Như vậy thì hiển nhiên là cái a của chúng ta nó phải lớn bằng b rồi. À, như vậy hay là các bạn sẽ chú ý ở đây là để chứng minh cái vế trái 3 của chúng ta lớn hơn vế phải 3 thì các bạn chỉ cần chứng minh một cái lượng nhỏ hơn vế trái 3 của chúng ta, tức là k nhân x mũ k cộng 1 này cộng với y mũ k cộng 1. Đấy, nó cái cụm này của chúng ta mà nó lớn hơn vế trái 3 à, vế phải 3 của chúng ta, tức là k mở ngoặc k cộng 1 nhân với x mũ k nhân y. Đấy, thì kiểu như là vế phải 3 của chúng ta, vế trái 3 của chúng ta lớn hơn vế phải 3. Đấy, đấy là một cái các bạn chú ý cái này, đây là một trong những cái, cũng là một trong những cái kỹ năng để các bạn chứng minh bất đẳng thức. Đây một kỹ năng rất là hay. Thường thường là những cái bài toán mà phức tạp chứng minh bất đẳng thức phức tạp thì thường thường người ta sẽ đánh lừa mình bằng cái kỹ như vậy.
nói chung là các bạn những bài toán phức tạp thì thường các bạn sẽ không nhìn thấy được ngay vấn đề, mà các bạn phải dùng những thủ thuật hoặc dùng một cái mẹo nào đó để chuyển về cái bài toán mới, thì các bạn lúc đấy các bạn nhìn thấy bài toán nó dễ được. Đấy, và cái cách mà chúng ta chứng minh, cái cách mà chúng ta dùng này, đây là một thủ thuật rất là hay. Đấy, các bạn sau này các bạn sẽ bạn nào chứng minh rất nhiều, các bạn sẽ thấy là cái cách này chúng ta sử dụng rất là hay, rất là thường xuyên sử dụng. Đấy. Thì như vậy thì bây giờ thầy sẽ chứng minh cho các bạn là bây giờ chúng ta sẽ xét xem là k nhân với x mũ k cộng 1 cộng với y mũ k cộng 1 này xem nó có lớn hơn không. Thì đây trai bạn cái phải ba này là k cộng 1 nhân với lại x mũ k nhân đi hay không. Đấy. Đấy, như vậy thì đây là chúng ta sẽ xét xem. Đấy, như vậy thì bây giờ là giống như lúc đầu thầy giới thiệu cho các bạn rồi. Đấy. Một trong những cách mà chúng ta chứng minh mẫn thức là chúng ta sẽ lấy xét hiệu của nó xem tình hình thế nào. Đấy, thì chúng ta sẽ lấy cái vế này, vế trái này chúng ta trừ đi vế phải. Đấy, là k nhân với x mũ k cộng 1 cộng với y mũ k cộng 1 này của chúng ta trừ đi, đúng không? Là k nhân k cộng 1 đóng nhân x mũ k nhân đi. Và trong cái quá trình mà thầy chuyển vế thì thầy phá ngoặc luôn, tức là k nhân x mũ k cộng 1 thầy các bạn nhớ thấy cái này là khi mà phá ngoặc này là k cộng 1 nhân với x mũ k cộng 1 này chúng ta sẽ có k lần x mũ k nhân y. Đấy, đây là thầy tách cái k lần x mũ k nhân y này thì ghép với cái k bên này. Đấy, k nhân x mũ k cộng 1 này. Đấy, còn là số 1 nhân với x mũ k nhân y chính là x mũ k nhân y thì thầy sẽ lấy y mũ k cộng 1 trừ đi x mũ k nhân y. Đấy, và chúng ta nhóm thành hai bên này. Và như vậy thì các bạn sẽ thấy cái thầy lục nó là tương đương. Như vậy là chúng ta sẽ đặt là x mũ k ra ngoài. Và như vậy thì đây nó còn x trừ y đóng ngoặc lại cộng với lại là nhân mũ k đóng ngoặc lại cộng với là y chúng ta đặt chung ra ngoài thì đây nó là y mũ k trừ x mũ k lớn bằng không. Tại sao mà chúng ta lại làm như vậy thì các bạn cứ quan sát tiếp rồi thấy như vậy. Đấy, thì các bạn chú ý này, như vậy thì đến đây chúng ta sẽ có được là như vậy thì các bạn chú ý thầy là khi mà chúng ta chứng minh một bận thức thì nói chung là chúng ta để chứng minh là cái trái này lớn bằng cái phải này thì chúng ta xét hiệu của nó, thì xét hiệu của nó thì các bạn có thể là và làm sao mà cái hiệu nó dương là được. Đấy, như vậy thì mực có rất là nhiều những cách mà các bạn làm cho nó dương. Đấy, ví dụ như là cái trường hợp nào hai lúc đầu thầy chứng minh là thầy sẽ biến đổi cho nó về là căn bậc hai của a một trừ đi căn bậc hai của a hai tất cả bình. Đấy, thì hiển nhiên dương. Đấy, tức là các bạn có thể làm cho cái hiệu để chứng minh a lớn bằng b thì các bạn phải xét cái hiệu là a trừ b và các bạn phải làm cho cái hiệu nó dương, và trong cái hiệu nó dương thì các bạn cứ làm cho nó dương là được. Thì có thể là các bạn sẽ dùng cái cách mà chúng ta dùng hằng thức giống như trường hợp nào ha, hoặc là chúng ta có thể phân tích thành nhân tử. Đấy, thì nó sẽ cũng có thể dương được. Và tại sao nó dương thì các bạn quan sát xét cái chuyện. Nói chung là các bạn cứ làm cho nó dương là được, và các cái thủ thuật để làm nó dư thì các bạn phải chịu khó tự mày mò và tự nghiên cứu thêm như thầy. Như vậy là qua bài này thì thầy sẽ hướng dẫn, thầy cũng đã giới thiệu cho các bạn được hai cách. Một là chúng ta sẽ làm cái mẫu dương đưa về cái mẫu lũy thừa chẵn hoặc là hằng thức, hoặc là chúng ta sẽ phân tích. Như vậy thì đến đây các bạn sẽ thấy như thầy là khi mà chúng ta đổi dấu là như vậy thì các bạn chú ý này. Đấy, như vậy thì để mà chúng ta có được là x trừ đi có nhân cái chung đấy, thì chúng ta thấy như vậy là các bạn chú ý thấy là các bạn phải biết được cái hằng là tức là x mũ k trừ y mũ k của chúng ta, thì cái x mũ k trừ y mũ k của bạn chính là x trừ y với k là một số số tự nhiên, số tự nhiên bất kỳ liệu cũng được mà chẳng cũng được, thì các bạn sẽ có một cái hằng lần tức là mũ k trừ y mũ k của các bạn là chính bằng x trừ y nhân mở ngoặc ra x mũ k trừ một cộng với x mũ k trừ hai nhân y cộng chấm 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 cộng với y mũ k trừ một. Như vậy là các bạn chú ý thấy là như vậy là cái hằng lần thức này nó rất là dễ nhớ. Đấy, tức là nó chính là khi mà các bạn đặt x trừ y ra ngoài làm nhân tử chung rồi, x mũ k trừ y mũ k này, khi mà các bạn đặt x trừ y ra ngoài rồi, tức là các bạn đặt ở đây thì khi mà các bạn nhân vào thì x y của chúng ta đều bằng một rồi. Đấy, nên là trong cái ngoặc này của chúng ta này, tức là x mũ k trừ một cộng với x mũ k trừ hai nhân y cộng chấm chấm cộng với y mũ k trừ một đóng ngoặc.
thì các bạn thấy như thầy là vì bậc của chúng ta là bậc cao nên ở ngoài chúng ta đã tách ra là một bậc một rồi. Như vậy thì bậc ở trong này là phải là bậc k trừ một. Như vậy thì x mũ k trừ một đây là chỉ như là bậc k trừ một rồi. Còn đây là x mũ k trừ một nhân với y thì y đây là y mũ một. Như vậy chúng ta nhân lại thì nó cũng khi mà chúng ta nhân thì là bậc nó cũng là bằng cộng. Đấy, nên là cái bậc của nó cũng là bằng k cộng một. Và tương tự các cái trường hợp khác cũng vậy. Đấy thì các bạn chú ý đây. Khi mà nhân bất kỳ một cái hàm đẳng thức nào thì như vậy là khi mà nhân bất kỳ một hàm đẳng thức nào, ví dụ hàm đẳng thức bậc 2, bậc 3 thì các bạn chú ý với thầy là trong cái trường hợp này là cái bậc của nó là ở bên trong các bạn tách ra là bậc 1, ở ngoài các bạn tách là bậc 1 rồi thì ở trong ngoặc của chúng ta là nó phải là bậc k trừ 1. Đấy, để khi mà các bạn nhân thì số bậc nó là 1 nghĩa cộng với cái này. Đấy, khi nhân thì bậc chúng ta sẽ bằng cộng thì bậc nó sẽ bằng bậc k và đúng bậc này. Và các bạn chú ý với thầy đây là một cái mẹo, chúng ta ví dụ cái mẹo để chúng ta nhớ cái hàm đẳng thức này nó rất là dễ, tức là cái trong ngoặc này của chúng ta là x mũ k trừ một này, xong đấy nó cứ giảm dần đến hết k, tức là mỗi lần nó bớt đi một, và cái y của các bạn thì nó lại là đầu tiên nó không có y và nó lại cứ mỗi lần là bớt đi một k thì bớt đi một x thì y nó lại thêm một. Đấy, như vậy thì là cứ bớt x thì lại thêm y, bớt bao nhiêu x thì lại thêm y bấy nhiêu. Như vậy thì nó sẽ lần lượt nó sẽ tăng lên. Đấy, và như vậy thì các bạn sẽ thấy như này là như vậy là x mũ k trừ 1 thì nó sẽ giảm dần đi, x trừ mũ k trừ 2 rồi trở đến x mũ 0, tức là x mũ 0 thì bằng 1 rồi. Như vậy là thầy ghi vào đây. Và y của chúng ta nó từ y mũ 0 tức là không có y này. Đấy, tăng dần đến y mũ k trừ 1. Như vậy thì nó cũng rất là dễ nhớ và cách mà chứng minh hàm đẳng thức này thì rất là dễ. Bạn nào mà muốn kiểm chứng lại xem có đúng hay không thì các bạn lấy đi nhé. Các bạn nhân cái này phải nhân ra thức phá ngoặc ra thì các bạn sẽ tưởng tượng khi mà chúng ta rút gọn nó chỉ còn cái thằng đầu tiên trừ thằng cuối cùng thôi. Đấy, nó rất là dễ như vậy. Đấy, thì đấy là cái phần hàm đẳng thức này. Đấy, như vậy là chính vì vậy nên là thầy sẽ đổi vế chuyển cái y mũ k trừ x mũ k bằng cách là thành x mũ k trừ y mũ k, và như vậy khi chúng ta đổi vế này, lấy hai thằng trừ nhau chúng ta đổi chỗ như này thì các bạn sẽ đưa dấu trừ ra ngoài. Đấy, thì nó mới giữ nguyên kết quả. Và như vậy thì đến đây các bạn sẽ thấy đây là có x nhân tử là x trừ k chung. Đấy. Như vậy vậy mục đích của cái bước này của chúng ta, đấy, mục đích ở đây nữa là của thầy là thầy mục đích là thầy muốn làm cho nó xuất hiện cái nhân tử chung. Đấy. Nên là để chúng ta tập trung ra ngoài. Và như vậy thì đến đây các bạn sẽ thấy cho thầy là sau đấy là chúng ta sẽ nhân y vào trong, y vào trong. Đấy, rồi trước khi mà chúng ta sẽ đặt nhân tử chung ra ngoài để cho nó dễ. Thì các bạn thấy cho thầy là như vậy là khi mà chúng ta nhân vào thì cái k nhân x mũ k nhân mũ ngoặc x trừ y thì thầy về lại thôi. Còn cái y này chúng ta sẽ nhân vào trong. Như vậy thì cái vệ phần bên này của chúng ta là x trừ y các bạn bê lại này. Y các bạn nhân vào cái mũ ngoặc ra là x mũ k trừ 1 cộng x mũ k trừ 2 nhân y cộng chấm chấm cộng y mũ k trừ 1. Đấy, thì khi mà các bạn nhân vào thì chúng ta sẽ thu được cái ngoặc này là x mũ k trừ 1 nhân y. Đấy, nói chung là mỗi cái hàm tử trong này sẽ thêm một cái y nữa. Đấy, như vậy thì thằng này sẽ thêm một y, còn thằng này là x mũ k trừ 1 nhân y thì nó trở thành x mũ k trừ 1 nhân y bình. Đấy, cộng chấm chấm cộng đến y mũ k. Đấy, thì đây nó sẽ lớn bằng không này. Giả sử là bất đẳng thức của chúng ta xét trong hợp này, giả sử là nó đúng đi và chúng ta xét xem là cuối cùng là nó đúng không, chúng ta xét hiện. Đấy, như vậy thì đến đây các bạn sẽ đặt chung cho thầy là x trừ y ra ngoài. Đấy, thì trong ngoặc vuông này của chúng ta nó sẽ còn là như vậy là cái cụm này k nhân với x mũ k mở ngoặc ra nhân với mở ngoặc x trừ y có mặt, thì các bạn đặt x trừ y ra ngoài thì nó còn k nhân x mũ k trừ đi. Thì cái cụm này của các bạn là nó có x trừ y nhân với cụm này chúng ta đặt ra thì nó chỉ còn cái cụm này thôi. Đấy, nó chính là x mũ k trừ 1 nhân y cộng với x mũ k trừ 2 nhân y bình cộng y mũ k đúng không ạ? Tất cả đóng bằng vuông thì lớn bằng không. Đấy, thì đến đây thì chúng ta sẽ ký hiệu nó là 4. Đấy, và đến đây thì chúng ta đã phân tích thành nhân tử rồi. Và các bạn chú ý như vậy thì giống lúc nãy thầy có nói cho các bạn ấy, mục đích của chúng ta xét bất đẳng thức là chúng ta sẽ xét hai thằng trừ với nhau và làm sao cho cái hiệu nó dương. Đấy, thì đến đây các bạn thấy cho thầy là khi bây giờ chúng ta đã phân tích thằng nhân tử xong rồi thì bây giờ là trong hai thằng x và y thì các bạn thấy như thế là các bạn có thể giả sử là x lớn bằng y. Đấy, hoặc là nói chung là trong hai thằng này thì thế nào cũng sẽ có một thằng lớn hơn kia.
thì bây giờ thầy sẽ xếp trước là nó x lớn bằng y. Nói chung là còn trường hợp là x mà bé hơn y thì là các bạn xếp tương tự thôi. Nói chung là nó lại đảo chiều thôi. Đấy, như vậy thì khi mà x lớn bằng y thì các bạn thấy như này được là chúng ta sẽ có x trừ y lớn bằng không. Như vậy thì thằng lớn mà trừ thằng bé thì nhân dương rồi. Đấy, như vậy là quá dễ rồi. Và trong cái đây thì các bạn thấy như thầy là x mũ k trừ 1 nhân y này. Đấy, các bạn để ý cho thầy. Đấy, cộng với lại x mũ k trừ 2 nhân y bình cộng chấm chấm cộng với y mũ k. Thì các bạn thấy như thầy trong cái dãy này của chúng ta là nó bắt đầu từ y1 này. Đấy, một hạt này đến y hai là hai rồi này. Đấy, như vậy đến y k thì đến là chúng ta sẽ có cái này là như vậy chúng ta rất là dễ sinh ra được chúng ta đếm được là trong cái hoặc này của chúng ta là có k phần tử đấy. Và bây giờ thì các bạn sẽ thấy như thầy là khi mà x lớn hơn y rồi thì các bạn sẽ có cho thầy là x mũ k thì hiển nhiên là lớn bằng là x k trừ y nhân y y mũ y nhỏ đấy. Thì vì là các bạn thấy như thầy là x x nhỏ đi rồi. X lớn bằng y rồi. Đấy, nên là chúng ta khi mà nhiều thằng lớn k thằng x này nhân với nhau thì nhiên là lớn hơn là chỉ có k trừ một thằng x này nhân với nhau rồi sau đó nhân với mấy cái thằng y thằng y này y nhỏ lần y thằng y này nhân với nhau. Đấy, như vậy thì các bạn thấy như thế là đấy, nói chung là chúng ta có x mũ k trừ y là chúng ta có k trừ y số x và y mũ y là chúng ta có y số y. Đấy, như vậy thì các bạn thấy như thế là x mũ k trừ y và y mũ y là nói chung là chúng ta có k k trừ y cộng y, tức là chúng ta có k thẳng k số nhân với nhau đấy, nhưng mà nó lại không hoàn toàn là x, tức là có trong đấy là có k trừ một thằng x và y thằng y đấy. Như vậy thì các bạn thấy như thế là còn bên x mũ k của các bạn là có k thằng x đấy, như vậy là hiển nhiên là cũng là k số nhưng mà bên này của chúng ta là có các số của chúng ta là có những số x, ví dụ trong trường hợp là y số x của chúng ta thì như là y số y rồi đấy, nên là thì như là chúng ta có được là những cái thằng lớn nhân với nhau nhiều có những số lớn nhân với nhau thì như là chúng ta có được cao thì là lớn hơn là bằng x mũ k trừ y nhân y rồi đấy. Hay là qua đây thì các bạn thấy như thế là cái x mũ k này của các bạn này, ở trong này có k phần tử này đấy, từ x mũ k trừ 1 nhân y cộng với x mũ k trừ 2 nhân y bình cộng chấm cộng x mũ k thì các bạn có k phần tử k số hạng này mà mỗi số hạng của các bạn này đấy, tức là k mũ x mũ k trừ 2 thì là nhân với y bình này. Đấy, k trừ bao nhiêu nhân với y mũ bấy nhiêu đấy, tức là nó giống như kiểu dạng này x mũ k trừ y nhân y mũ y này. Đấy thì các bạn thấy như thế là qua cái nhận xét tổng quát này các bạn thấy như thế là số hạng nào trong cái dãy này của chúng ta cũng đều bé đi k mà trong này có k thằng có k số hạng k tử đấy, thì nó cộng lại thì cũng bé hơn k tử với k là không đấy, nên là các bạn thấy như thế là như vậy thì chính là vì vậy nên là chúng ta có được là cái nhân tử là x trừ k của chúng ta x trừ y của chúng ta dương rồi đúng mà không mà cái cụm trong vuông này của chúng ta là k nhân x mũ k trừ đi mở ngoặc nhân với x mũ k trừ 1 nhân y cộng với x mũ k trừ 2 nhân y bình cộng chấm cộng y bình đúng không ạ? Tất cả nó mặc vuông thì các bạn thấy như thầy là trong cái mặc vuông và cái mặc tròn của nhân tử cái bất phân thức trường hợp thứ 4 này các bạn thấy như thầy là cả hai cái nhân tử là x trừ y và cái cụm mặc vuông này của chúng ta đều dương đấy, như vậy là dương nhân dương thì bằng vuông cái nên là chúng ta có được là như vậy thì trong trường hợp mà x lớn bằng y thì bất phân thức cosine của chúng ta là trong trường hợp này cái xét thêm của chúng ta là đúng rồi. Đấy, tức là cái nhận xét của chúng ta là chúng ta muốn là k nhân với x nhân cộng x mũ k cộng 1 cộng với y mũ k cộng 1 này, lớn bằng là cái cụm k cộng 1 nhân với x mũ k nhân y này. Đấy, là đúng rồi. Đấy, nên là và đến đây thì các bạn nghĩ thế này. Như vậy thì tại sao mà phân tích được nhân tử? Thì đến đây các bạn thấy như thế là như vậy thì mục đích mình làm dương, mình muốn làm cho khi mà xét hai số lớn với nhau thì chúng ta sẽ lấy hai thằng trừ với nhau, xong chúng ta làm cho cái hiệu nó dương. Và hiệu nó dương thì các bạn có thể thấy như thế là trong trường hợp này của chúng ta này, khi mà chúng ta phân tích thằng nhân tử là nó là dương nhân dương. Đấy, như vậy thì như là dương rồi. Hoặc là các bạn sẽ xếp cái trường hợp ngược lại, tức là x ghé đi. Như vậy thì các bạn sẽ thấy cái cụm này là cái bốn này của chúng ta nó trở thành là cái cụm này x trừ y được âm đấy, và cái mặt vuông của chúng ta nó lại âm đấy, như vậy âm nhân âm lại cũng thành dương đấy. Như vậy là mục đích của chúng ta trong cái phần mà chúng ta sẽ hiểu là để hiểu nó dương, và khi mà chúng ta phân tích thành nhân tử thì nếu mà bằng chẵn một số
oxygen với nhau thì hiển nhiên nó là dương rồi đấy. Và còn là cái trường hợp mà các số dương nhân nhau là dương, là giống như trường hợp này là bình thường rồi. Đấy, như vậy thì các bạn chú ý với thầy trong cái trường hợp này. Đấy, như vậy thì cách mà chúng ta chứng minh và cách chúng ta xét kiểu dương là chúng ta có thể dùng phân tích thành nhân tử, là chính vì như vậy, là vì là khi mà chúng ta phân tích thành nhân tử thì nó có âm, nhưng mà chúng ta làm cho nó xuất hiện chẵn hơn số âm và nó cũng dương, như vậy nó vẫn đạt được cái ý đồ của chúng ta. Đấy, nên là các bạn chú ý với thầy trong cái quá trình biến đổi tương đương xét chứng minh vận động thức bằng cái phương pháp biến đổi tương đương thì các bạn cũng phải để ý với thầy là cái cách mà phân tích thành nhân tử. Đây là một trong những cách rất là hay, còn cách hàm vận thức thì nó chỉ áp dụng trong những bài dễ thôi. Thì các bạn chú ý với thầy. Đấy, như vậy thì như vậy thì chúng ta sẽ suy ra được là cái K. Đấy, như vậy thì chính vì chúng ta lý luận như vậy nên là mỗi mỗi hạng tử của chúng ta, các bạn chú ý như thế, là vì là cái x mũ k này của các bạn sẽ lớn hơn từng cái hạng tử này, chính vì vậy nên là chúng ta có n hạng tử thì các bạn sẽ có cho thầy được là k mũ x mũ k của chúng ta sẽ lớn hơn k cái hạng này. Đấy, nó lớn bằng không, chính là giống như lúc nãy thầy sẽ cho các bạn. Đấy, và như vậy thì còn cái trường hợp x bé hơn y thì nó cũng giống hệt nhau thôi. Đấy, tức là nó chỉ đổi chiều, là giống lúc nãy thầy đã nói cho các bạn ấy, là nó sẽ dương thôi. Đấy. Nó sẽ là lúc nãy thì các bạn sẽ chứng minh cho thầy là lúc nãy là x chữ y của bạn là dương, và cái mặt vuông này các bạn là dương, thì x mà bé hơn y thì nó sẽ đảo chiều lại xíu là nó âm, x chữ y sẽ âm và cái cụm mặt vuông này sẽ âm vậy. Đấy. Đấy, các bạn chú ý cho thầy. Như vậy thì các bạn thấy cho thầy là qua đây thì các bạn thấy cho thầy là khi mà chúng ta xét đến n bằng k cộng 1 thì bất động thức oxy của chúng ta nó cũng như vậy, là trong cái trường hợp mà chúng ta xét cái vận phụ đấy, tức là cái vế mà chúng ta muốn xét trong trường hợp mà nó mạnh đấy, thì các bạn thấy cho thầy là chúng ta đã chứng minh được là k nhân với x mũ k cộng 1 cộng với y mũ k cộng 1 thì đã lớn bằng k cộng 1 nhân với x mũ k nhân y đấy, thì nó đã ra được cái phần mà chúng ta cần chứng minh, cái phần phụ và cái phần vi trái hai của chúng ta, vi trái ba của chúng ta lớn hơn thì bằng cái cụm này k nhân x mũ k cộng 1 này, cộng với y mũ k này. Và chúng ta lại chứng minh được cái cụm này nó lại lớn hơn là k cộng 1 nhân với x mũ k cộng nhân y. Đây chính là bất động thức oxy, cái vế phải ba của bất động thức oxy trong trường hợp là n bằng k cộng 1. Như vậy thì đến đây các bạn thấy cái này được là bất động thức oxy của chúng ta là bất động thức oxy của chúng ta đúng là trong trường hợp n bằng k cộng 1. Đấy, và cái dấu bằng xảy ra là khi và chỉ khi là các bạn thấy cái này là khi mà chúng ta xét hiệu là nó sẽ bằng nhau, là khi khi và khi là x trừ y của các bạn không bằng không. Đấy, nói chung là khi bằng y hoặc cái mặt vuông nó bằng nhau, mặt vuông bằng nhau thì chỉ là từng thằng mặt bằng nhau thôi. Đấy, nó là x y mà nó là x hết thì hiển nhiên là bằng nhau mà. Đấy, như vậy thì nó cũng rất là dễ trong trường hợp mặt vuông này. Đấy, thì các bạn chú ý với thầy là như vậy thì dấu bằng chỉ xảy ra khi x bằng y thôi, và như vậy x của các bạn thì nó khi x bằng y rồi thì chúng ta lũy thừa cả hai cái vế này, chúng ta lên là mũ k nhân k cộng 1 này thì chúng ta được cái này. Và tại sao mà chúng ta lại lũy thừa, các bạn chú ý với thầy là mục đích của chúng ta lũy thừa để chúng ta chuyển về chuyển x y về là dạng là a 1 về các số là a 1 a 2 cho đến a k cộng 1, nói chung là chuyển về dãy số a ban đầu chúng ta thôi. Đấy. Cái gì là cái cách mà chúng ta đặt phần phụ để chúng ta gọi là cái mức trung gian để chúng ta chứng minh bất động thức. Như vậy là sau khi chứng minh thì chúng ta chuyển về cái trường hợp ban đầu của nó. Thì các bạn thấy cho thầy là ban đầu chúng ta đặt là A1 nhân với A2 nhân chập chấm AK thì bằng x mũ K nhân với K cộng 1. Đấy, nên là chúng ta thay bằng cái này. Đấy, còn là AK cộng 1 thì các bạn đặt bằng y mũ k cộng 1. Đấy, nên là y mũ k nhân với k cộng 1 thì các bạn bằng là AK cộng 1 tất cả mũ k. Đấy, tức là mũ k các bạn giữ lại. Còn cái y mũ k cộng 1 thì các bạn thay bằng AK cộng 1. Đấy, thì các bạn chú ý với thầy là vì trong cái giả thuyết như nào thì mình đã giữ là bất động thức oxy nó đúng đến trường hợp là n bằng k. Tức là khi mà nó đúng đến n bằng k thì các bạn thấy như thế là số bằng trong cái trường hợp nó xảy ra là khi nó phải là k từ A1 đến AK nó phải bằng nhau. Đấy, chính vì vậy là từ A1 đến AK bằng nhau.
là các số này bằng nhau. Như vậy thì chúng ta coi như là chúng ta từ a đến ak chúng ta tan hết bằng a1. Như vậy thì từ một a1 cho đến ak chúng ta có k số. Như vậy là các số này đều bằng nhau. Như vậy thì chúng ta sẽ bằng a1 tất cả mũ k. Còn ak cộng 1 tất cả mũ k thì chúng ta đi lại thôi. Và như vậy thì các bạn thấy có thể là hai cái này bằng nhau, là khi và chỉ khi là hai số bằng nhau, số mũ bằng nhau rồi thì nó bằng nhau khi hai cái cơ số bằng nhau. Như vậy chính là chúng ta sẽ có a1 bằng ak cộng 1. Đấy. Mà lúc nãy theo giả thuyết quyền nào mà thầy vừa hướng dẫn các bạn thì các bạn thấy là giả thuyết quyền nào nó đúng, tức là xảy ra cơ bằng, xảy ra cơ bằng cơ bằng là phải tất tật các cái chỗ mà chúng ta xét đẳng cấp đấy, nó xảy ra là phải được xảy ra cơ bằng hết. Đấy, như vậy là cái giả thuyết quyền nào chúng ta thì là đúng trong trường hợp ca số. Như vậy thì nữa từ a1 đến bằng đến ak rồi mà chúng ta lại có a1 bằng ak cộng 1. Như vậy thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ có được là cái dãy là từ a1 đến ak cộng 1 cũng là tất tần tật, là muốn xảy ra cho bằng là tất tần tật các số này đều phải đúng. Như vậy thì chúng ta suy ra được là a1 bằng 2 bằng chấm bằng ak cộng 1. Thì như vậy là đến đây thì các bạn thấy có thể là như vậy là bất đẳng thức oxy chúng ta đã đúng, chúng ta đã xét được nó đúng đến trường hợp n bằng k cộng 1. Và dấu bằng thì các bạn xét được thấy là như vậy thì khi với n bằng k cộng 1 thì dấu bằng sẽ ra khi là cũng là k cộng một số hạng này bằng nhau. Đấy. Như vậy là chính như vậy nên là bất đẳng thức Cauchy chúng ta là được chứng minh. Đấy. Và dấu bằng trong trường hợp tổng quát của chúng ta là nó xảy ra là khi cái dãy số của chúng ta là, ví dụ như là chúng ta quay về trường hợp bản chất, đấy, tức là Cauchy chúng ta trong trường hợp n số, đấy, thì chúng ta sẽ có n số này a1 bằng 2 bằng chấm chấm bằng n. Đấy. Thì đấy chính là cách mà chúng ta dùng phương pháp quyền nạp vận học để chúng ta chứng minh cái bất đẳng thức Cauchy. Đây là một bất đẳng thức rất là hay và nó rất là quan trọng. Thì bài học hôm nay đến đây là hết. Chúc các em học tập tốt.